Minh Vương và 7 chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 33. Bắc Lang Quốc. Trong một tòa kiến trúc lớn tương tự như giáo đường, thật ra nơi này là trụ sở của ám ảnh gác, lúc này bầu không khí ở đây cực kỳ khẩn trương. Ám ảnh gác là một tổ chức sát thủ do người của Long Quốc sáng lập, hơn 20 năm trước chuyển từ Long Quốc đến Bắc Lang Quốc, trải qua nhiều năm dần dần phát triển lớn nên đã trở thành tổ chức sát thủ đứng đầu ở Bắc Lang Quốc. Nhưng những ngày gần đây ám ảnh các từ chối tất cả nhiệm vụ, không còn hoạt động nhiều nữa. Bởi vì liên minh thí thần giả đang tạo áp lực với họ. Thần phục hoặc là bị hủy diệt. Dưới ám ảnh các có 3 điện lần lượt là Minh Vương Điện, Dạ Xoa Điện, Huyết Ngục Điện, hôm nay điện chủ 3 điện tụ hội lại bàn bạc về tương lai của ám ảnh các. 3 người đều cho rằng liên minh thí thần giả đang rất nổi bật và có hành vi rất bá đạo, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc gia nhập. Nếu không thứ chờ đợi ám ảnh các chính là diệt vong. Người đàn ông trung niên có râu cá chê ngồi trên cao nghe 3 điện chủ thuyết phục mình thì nhíu chặt mày lại, gia nhập liên minh thí thần giả có nghĩa là triệt để đối địch với giới tu võ Long Quốc, các người xác định muốn làm thế. Người đàn ông râu cá chê này tên là Khâu Ngọc Đường, là các chủ đương nhiệm của ám ảnh các. Liên minh thí thần giả còn chưa chiếm được ám ảnh các là nhờ sự tồn tại của ông. Khâu Ngọc Đường không đồng ý đề nghị của 3 điện chủ. Một lão giả mặt đỏ nói, các chủ, bắt đầu từ ngày Thiên Sát Phương chết thì thế cục thế giới tu võ giả đã xảy ra thay đổi, bây giờ giới tu võ Long Quốc không còn đáng sợ nữa. Lão là điện chủ của Huyết Ngục Điện, là người chủ trương muốn gia nhập liên minh thí thần giả nhất. Một người đàn ông mập lùn và cũng là điện chủ Minh Vương Điện nói, liên minh thí thần giả thống nhất giới võ đạo là chuyện sớm hay muộn, bây giờ chúng ta gia nhập không phải chuyện xấu, huống chi chúng ta không có lựa chọn nào khác. Liên minh thí thần giả có dã tâm rất lớn, ý đồ khống chế các tổ chức tu võ giả của nhiều quốc gia, ám ảnh các chính là một trong những mục tiêu của bọn họ. Nếu ám ảnh các không đồng ý hoặc là dám phản kháng thì liên minh thí thần giả sẽ dùng đến biện pháp cưỡng chế, thành lập một tổ chức sát thủ mới ở Bắc Lang Quốc để thuận tiện khống chế. Nói cách khác chính là ám ảnh các dám không phục tùng thì chờ bị hủy diệt đi. Liên minh thí thần giả có được kỹ thuật cải tạo gen nên có thể chế tạo ra vô số thần cảnh. Họ có tư cách bá đạo như vậy. Trừ 2 vị điện chủ này ra thì còn có một người đàn ông khuôn mặt âm nhu, đó là điện chủ của Dạ Xoa Điện, hắn không nói gì nhưng cũng có suy nghĩ tương tự như 2 điện chủ còn lại. Quy thuận liên minh thí thần giả là lựa chọn sáng suốt nhất trước mắt. Khâu Ngọc Đường chau mày, nói tôi hiểu tâm tình của các người, tôi chỉ muốn nhắc nhở rằng đừng quên thực chất trong người các vị chảy huyết mạch của Long Quốc. Sao ông không biết liên minh thí thần giả vô cùng cường thế? Quy thuận mới là đường ra duy nhất, nhưng tình cảm trong lòng lại nói với ông là không thể làm như thế. Thí thần, thí là cái gì? Là Vân Thiên Thần Quân. Tổ chức mang tính sỉ nhục này cả cái tên cũng có ý hạ thấp Vân Thiên Thần Quân, Khâu Ngọc Đường thực sự không muốn gia nhập tổ chức như vậy, trong lòng rất khó chịu. Điện chủ Huyết Ngục Điện hừ một tiếng và nói, các chủ, chúng ta đã rời khỏi Long Quốc nhiều năm rồi, đâu còn gì là huyết mạch Long Quốc, tôi thà mình là người Bắc Lang Quốc. Trên mặt Khâu Ngọc Đường lộ ra chút không vui, ông là ông, tôi là tôi, cho dù sinh sống ở Bắc Lang Quốc này hơn 20 năm thì tôi vẫn không quên mình là người Long Quốc. Hừ, có phải là người Long Quốc hay không quan trọng như vậy sao? Điện chủ Huyết Ngục Điện không tán thành quan điểm của Khâu Ngọc Đường, lão cảm thấy ám ảnh các đã rời đến Bắc Lang Quốc tức là thuộc về Bắc Lang Quốc, chẳng liên quan gì đến Long Quốc nữa. Các chủ, lúc này người đàn ông âm nhu vẫn trầm mặc không nói gì bỗng mở miệng. Ông nhắc nhở chúng tôi đừng quên mình là người Long Quốc, có phải tôi cũng nên nhắc nhở các chủ một câu, năm đó là Long Quốc phụ chúng ta trước. 3 điện nhìn như là phân điện thuộc hạ của ám ảnh các, nhưng kỳ thật 3 điện chủ sớm đã có tư cách nói chuyện ngang hàng với Khâu Ngọc Đường. Cho nên lúc điện chủ Dạ Xoa Điện nói chuyện cũng không kiêng kỵ chút nào, căn bản không sợ Khâu Ngọc Đường. 2 điện chủ còn lại cũng thế. Lần này tìm Khâu Ngọc Đường thương lượng đối sách chỉ là nể mặt ông thôi. Ông đồng ý thì tốt, nếu không thì 3 điện không ngại thoát ly ám ảnh các. Lời người đàn ông âm nhu nói làm Khâu Ngọc Đường rơi vào trầm tư. Một lát sau, ông thở dài và nói, xem ra các người đã sai một khái niệm, năm đó phụ lòng chúng ta không phải Long Quốc, mà là Võ Minh, là Tiêu Gia. Khác nhau ở chỗ nào? Điện chủ Huyết Ngục Điện trầm giọng mà nói, người có quyền quyết sách tối cao trong Võ Minh là họ Tiêu, mà Võ Minh đại diện cho giới tu võ Long Quốc. Cho nên Tiêu Gia phụ lòng chúng ta chính là Long Quốc phụ lòng chúng ta.
Điện chủ Minh Vương Điện cười lạnh nói, những năm qua mặc dù không ở Long Quốc, nhưng tôi cũng có nghe ngóng chuyện ở đó, bây giờ võ minh Long Quốc đã triệt để thối nát, thực đáng buồn. Điện chủ Dạ Xoa Điện đồng ý, giới tu võ Long Quốc đã tiêu tan rồi, dù đối địch với họ thì đã sao? Gia nhập liên minh thí thần giả mới là đường ra duy nhất. Khâu Ngọc Đường bị ép rời khỏi Long Quốc hơn 20 năm, nếu nói không có chút oán giận nào là không có khả năng. Ông cũng hận. Nhưng Khâu Ngọc Đường hận võ minh mà không phải Long Quốc, cũng không phải Thiên Sáp Điện. Ngược lại, từ đầu đến cuối ông không quên mình là người Long Quốc và cũng duy trì lòng kính trọng đối với Vân Thiên Thần Quân. Người đàn ông như thần tiên kia là thần bảo hộ của Long Quốc, vẫn luôn dẫn dắt Thiên Sáp Điện chống lại ngoại địch, nội bộ hư thối không liên quan gì đến hắn cả. Cho nên ba điện chủ nói Thiên Sáp Điện và võ minh là cá mè một lứa làm Khâu Ngọc Đường cực kỳ không vui. Ba điện chủ thấy Khâu Ngọc Đường nổi giận cũng thức thời bỏ qua đề tài này. Nói tiếp chuyện này cũng không có ý nghĩa. Dù sao Thiên Sáp Vương đã chết rồi, họ chỉ cần kiên định chủ trương gia nhập liên minh thí thần giả là được. Khâu Ngọc Đường thích hay không là chuyện của ông. Ha ha, Khâu các chủ, ông có giác ngộ này làm tôi rất vui mừng. Khi đôi bên liên tục rằng co thì một tiếng cười cởi mở bỗng vang lên, ngay sau đó chỉ thấy một thanh niên Long Quốc nhảy xuống từ đỉnh giáo đường. Bốn người đều giật nảy mình như gặp kẻ địch. Điện chủ Huyết Ngục Điện, lão giả mặt đỏ kia lập tức căng thẳng lớn tiếng quát hỏi, anh là người phương nào? Bắt đầu nghe lén chúng tôi nói chuyện từ lúc nào? Thanh niên cười cười rồi nói, tôi tên là Lục Vân, là người Long Quốc giống như các người, từ lúc các người nói câu đầu tiên thì tôi đã nghe rồi. Là người Long Quốc giống như các người. Câu nói này làm ba điện chủ khẽ nhíu mày, nhưng nửa câu nói sau của Lục Vân lại làm sắc mặt họ biến đổi. Hắn đã có mặt ngay từ câu nói đầu tiên. Điều này chứng tỏ Lục Vân đã đứng trên đầu bọn họ hơn 20 phút, khó mà tin nổi là họ lại không phát giác gì cả. Ám ảnh các là tổ chức gì? Là tổ chức sát thủ. Họ am hiểu nhất là ẩn núp, nhưng ai ngờ người thanh niên trước mắt nấp trên đầu họ lâu như vậy mà lại không lộ ra chút khí tức nào. Khâu Ngọc Đường hơi nheo mắt lại, cảnh giác hỏi, anh cũng là sát thủ. Nói thật trước khi tới ám ảnh các hắn không ngờ thủ lĩnh của một tổ chức sát thủ lại là người yêu ghét rõ ràng như thế. Ấn tượng đầu tiên không tệ. Điện chủ Huyết Ngục Điện lại hừ lạnh và nói, nghe lén chính là nghe lén, sao lại nói hiên ngang như thế? Lục Vân không thèm phản ứng lão. Khâu Ngọc Đường như suy nghĩ gì đó mà nói, vừa rồi anh nói tới chào hỏi tôi, chẳng lẽ trước đó chúng ta quen bi? Không quen, Lục Vân lắc đầu. Vừa cười vừa nói, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ thôi, sao lại có cơ hội quen biết Khâu các chủ, chỉ ngẫu nhiên nghe nói các chủ ám ảnh các là người Long Quốc nên muốn tới xem thử. Hời ba điện chủ chúng tôi cũng là người Long Quốc, sao không thấy anh đến thăm hỏi. Điện chủ Huyết Ngục Điện trầm mặt, vẫn luôn duy trì địch ý với Lục Vân. Lục Vân trêu tức liếc nhìn lão rồi mỉa mai nói, không phải ông vừa nói mình đã biến thành người Bắc Lang Quốc sao, sao lại là người Long Quốc nữa rồi. Anh, trong mắt điện chủ Huyết Ngục Điện lóe lên vẻ tức giận, đương nhiên biết thằng danh này đang cố tình chế nhạo mình. Trên khuôn mặt âm nhu của điện chủ Dạ Xoa Điện bỗng hiện ra một nụ cười lạnh thâm trầm, nói, mục đích mày đến đây có phải là thăm hỏi hay không cũng không quan trọng. Ồ, vậy ông cảm thấy cái gì quan trọng? Tao cảm thấy mày nghe thấy chuyện không nên nghe được, giết mày quan trọng nhất. Khóe miệng người đàn ông âm nhu kia nhếch lên độ cong nguy hiểm. Lục Vân lại như không phát giác mà phối hợp nói, cái gì là chuyện không nên nghe thấy? Là chuyện ba đại điện các người chuẩn bị gia nhập liên minh thí thần giả? Hay là ám ảnh các người từng có quan hệ với võ minh Long Quốc? Hay là chuyện các người hạ thấp Thiên Sáp Điện? Lời nói này của Lục Vân đủ chứng minh cuộc đối thoại vừa rồi của họ thật sự bị hắn nghe thấy không sót một chữ. Cả sắc mặt của Khâu Ngọc Đường cũng âm trầm xuống. Nếu như Lục Vân chỉ vào nhầm ám ảnh các thì Khâu Ngọc Đường còn có thể nể mặt hẳn là người Long Quốc mà tha cho một mạng, nhưng hắn đã nghe thấy nhiều như vậy thì chỉ có thể diệt khẩu. Có một số việc thật sự không tiện tiết lộ ra ngoài. Tự giới thiệu một chút, tôi tên là Hansen, đến từ Liên minh Thí Thần Giả. Người đàn ông đặt mũ dạ tròn màu trắng trước ngực rồi nho nhã giới thiệu, nếu không phải hắn nói ra tên tổ chức thì người khác còn nghĩ hắn là một quý tộc đến từ phương Tây. Ngoài cửa có mấy thủ hạ ám ảnh các của các người không nghe lời nên tôi đã đưa chúng lên thiên đường, xin đừng trách tôi. Hansen tiếp tục nói. Cho dù giết mấy sát thủ ám ảnh các,
nhưng hắn nói ra lại hết sức hời hợt. Hơn nữa nhìn Âu phục trên người hắn trắng sáng hơn tuyết, không nhìn thấy giọt máu nào thì có thể suy đoán ra lúc giết người hắn không phí chút sức lực nào cả. Người này cực mạnh, chỉ sợ lại là một thân cảnh nhân tạo. Nếu không hắn cũng không dám lẻ loi một mình xông vào tổng bộ ám ảnh các. Sự thật đúng là như thế. Chỉ thấy điện chủ huyết ngục điện cung kính tiến lên và nói, ngài Hansen, chúng tôi đã trao đổi với các chủ, nhưng hình như Khâu các chủ không có ý quy. Thuận liên minh, điện chủ Minh Vương Điện, điện chủ Dạ Xoa Điện cũng theo sát phía sau đi về hướng Hansen. Rất hiển nhiên, trước đó họ đã quen biết Hansen. Thật sao, nghe thấy điện chủ huyết ngục điện nói vậy, ánh mắt Hansen lấp lóe rồi cười hỏi, Khâu các chủ, ông có thể cho tôi một lý do vì sao không chịu gia nhập liên minh không? Bởi vì tôi không muốn làm chó, nhất là chó của người Mỹ các người. Sắc mặt Khâu Ngọc Đường rất khó coi, nói. Ba điện chủ quy thuận liên minh thí thần giả là chuyện mà ông đã sớm dự liệu được. Vừa rồi họ nói chuyện căn bản cũng không phải đang thảo luận, mà là khuyên nhủ, khuyên Khâu Ngọc Đường cũng trở thành thành viên của liên minh thí thần giả giống như họ. Khâu Ngọc Đường vẫn luôn nhớ mình là người Long Quốc nên không chịu làm chuyện hèn hạ này. Điện chủ huyết ngục điện lắc đầu nói, Khâu Ngọc Đường, ông quá ngu xuẩn, tục ngữ nói chết tử tế không bằng tiếp tục sống, sao ông lại không hiểu đạo lý này chứ? Nhưng so với những đám ngụy quân tử khoác áo ngoài chính nghĩa lại làm chuyện âm hiểm thì ông mạnh hơn nhiều. Khâu Ngọc Đường im lặng nhìn Lục Vân một cái. Đến lúc nào rồi mà thằng danh này còn rảnh rỗi nịnh nọt, không thấy thế cục bây giờ khẩn trương đến mức nào sao? Khâu Ngọc Đường nhíu mày suy tư một lát, bỗng quay đầu nói với Lục Vân, anh Lục, lúc đầu anh nghe lén bí mật của ám ảnh các chúng tôi muốn giết ngươi, nhưng hiện tại anh tìm cơ hội rời đi đi. Ba đại điện đã tách khỏi ám ảnh các, Khâu Ngọc Đường biết lát nữa họ nhất định sẽ không dễ dàng buông tha mình, cho nên bí mật đã không còn quan trọng nữa. Nể tình Lục Vân là đồng bào Long Quốc, để hắn chạy đi cũng coi như làm một việc thiện. Mặc dù Khâu Ngọc Đường cũng biết cơ hội Lục Vân chạy thoát cực kỳ xa vời. Hansen vẫn duy trì nụ cười ưu nhã kia mà nói, Khâu các chủ, lòng can đảm của ông làm tôi rất bội phục, nhưng ông không quy thuận liên minh thì chúng ta chỉ có thể là kẻ địch. Khâu Ngọc Đường cúi đầu trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Giây lát sau, ông bỗng quay đầu hét lớn một tiếng với Lục Vân, đi. Tiếng giống vừa dứt thì thân thể ông đã chấp động, đột nhiên chủ động công kích Hansen, nội kình như thủy triều tuôn ra khiến áo bào phồng lên, hình thể như lớn lên mấy phần. Trái lại Hansen vẫn giữ nụ cười đó. Khí chất hắn cao quý ưu nhã như một quý tộc thượng lưu, đối mặt với Khâu Ngọc Đường đột nhiên phát động công kích. Hắn không chút hoang mang mà thong dong lùi bước, giống như một công tử tao nhã. Khâu các chủ, ông quá xúc động. Hansen cười nói một câu, hơi vẫy mũ dạ trong tay một cái, động tác cực kỳ ôn hòa, nhưng lại bùng nổ khí thế khủng bố cực đoan. Không ngoài dự đoán hắn là thần cảnh. Cùng lúc đó, điện chủ huyết ngục điện tính tình nóng nảy đột nhiên nhe răng cười một tiếng, ngay vào lúc Khâu Ngọc Đường ra tay thì lão cũng lập tức hóa thành một lôi đình khủng bố mà đánh thẳng về hướng Lục Vân. Khâu Ngọc Đường muốn để người thanh niên này chạy đi, lão lại không đồng ý, cũng coi như thể hiện trung thành cho Hansen thấy. Huyết ngục thủ. Điện chủ huyết ngục điện vừa ra tay đã tung ra tuyệt chiêu của mình, nội kình trào lên làm bàn tay phải của lão như bàn ủi nung đỏ, toàn thân hiện ra màu đỏ tươi. Điện chủ huyết ngục điện sửng sốt. Huyết ngục thủ của lão thật sự đã đánh vào ngực Lục Vân, nhưng Lục Vân lại không nhúc nhích tí nào. Biến hóa duy nhất chính là nụ cười nghiền ngẫm trên khóe miệng Lục Vân. Tại sao lại như vậy? Mi tâm của điện chủ huyết ngục điện bỗng nhảy lên một cái. Vừa rồi lão nhìn thấy Lục Vân không né tránh nên còn tưởng rằng Lục Vân chưa kịp phản ứng, cả lúc này cũng thế, Lục Vân không phóng ra lá chắn hộ thể nào cả. Vậy làm sao hắn có thể chống lại công kích của mình kia chứ? Sắc mặt điện chủ huyết ngục điện vốn ửng đỏ, lúc này còn nghẹn thành màu đỏ thâm. Lão dồn hết sức lực giáng một chưởng ra lần nữa. Lục Vân vẫn không nhúc nhích. Điện chủ huyết ngục điện ngơ ngác thất sắc, rốt cuộc cũng biết vừa rồi không phải mình xuất hiện ảo giác mà là người thanh niên trước mắt thật sự cản được huyết ngục thủ. Hơn nữa còn là hai lần. Điện chủ huyết ngục điện ý thức được không ổn nên theo bản năng muốn lùi lại phía sau, kết quả lúc này lại thấy Lục Vân bỗng kẹp bàn tay của lão lại rồi cười khẽ và nói, lão già, thủ pháp đấm bóp của lão không được rồi. Nói xong, hắn đột nhiên bóp mạnh. Vèo. Máu tươi bản tung tóe ra.
bàn tay của lão giả mặt đỏ trực tiếp đứt mất. Không sai. Đứt mất. Không phải xương cốt vỡ nát, mà là từ chỗ cổ tay mang cả da thịt và xương cốt triệt để biến thành một mặt cắt ngang, hoàn toàn tách rời với bàn tay màu đỏ ngòm kia. Điện chủ huyết ngục điện cũng ngơ ra rất lâu rồi mới phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Huyết ngục thủ mà lão khổ luyện nhiều năm lại bị chặt đứt như vậy sao? Còn bị một hậu bối trẻ hơn lão mấy chục tuổi dùng tay không bóp gãy. Rốt cuộc người thanh niên này là ma quỷ từ đâu chạy đến? Lão giả mặt đỏ phát ra một tiếng gào thét thảm thiết thu hút ánh mắt của hai điện chủ còn lại. Nhưng ai mà ngờ tới chỉ đảo mắt một cái điện chủ huyết ngục điện đã phát ra một tiếng hét thảm, huyết ngục thủ mà lão luôn lấy làm kiêu ngạo cũng bị cắt đứt một cách quỷ dị, thực sự vượt qua dự đoán của hai người. Thằng danh kia có gì đó quái lạ, nhanh, hai người các người đồng loạt ra tay, chơi chết hẳn. Hai, lão giả mặt đỏ che lấy chỗ cụt tay của mình mà lớn tiếng gầm rú. Đánh thức hai người đang ngây ra, ánh mắt họ phát lạnh rồi cùng tấn công về hướng Lục Vân. Đưa tụi mày lên Tây Thiên. Lục Vân lạnh lẽo cười một tiếng, bóng dáng biến mất một cách quỷ dị, một giây sau đã xuất hiện sau lưng điện chủ Dạ Xoa Điện. Lần đầu tiên tao trông thấy dáng vẻ âm hiểm của mày thì đã cảm thấy không thoải mái, cho nên mày là kẻ đầu tiên lên đường. Lục Vân giơ tay bóp lấy cổ điện chủ Dạ Xoa Điện, khiến khuôn mặt vốn âm nhu lập tức tái nhợt đi. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã lệch qua một bên. Răng rắc, cổ hắn đã gãy mất. Mày là người thứ hai. Giải quyết xong người đàn ông âm nhu, bóng dáng của Lục Vân chớp động, trong chớp mắt đã đi đến trước mặt người đàn ông mập lùn, cũng chính là điện chủ Minh Vương Điện, hắn tung một chưởng đập vào đỉnh đầu điện chủ Minh Vương Điện. Vừa rồi điện chủ Minh Vương Điện đồng loạt ra tay với điện chủ Dạ Xoa Điện, thấy điện chủ Dạ Xoa Điện đột nhiên chết đi thì nhất thời chưa kịp phản ứng. Chờ lấy lại tinh thần thì đã thấy Lục Vân xuất hiện trước mặt hắn. Đồng tử của hắn lập tức chấn động. Tốc độ này thật quá khủng bố. Giờ phút này cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao bàn tay của điện chủ huyết ngục điện lại gãy mất, đó là vì người thanh niên trước mắt căn bản không phải người mà họ có khả năng trêu chọc. Trốn! Điện chủ Minh Vương Điện nhanh chóng lùi lại, đã không còn tâm tư giao chiến nữa mà chỉ muốn né tránh một chưởng của Lục Vân. Nhưng tốc độ của hắn nhanh đến mấy thì tốc độ của Lục Vân còn nhanh hơn. Bàn tay kia như bóng với hình, cuối cùng vẫn đập thẳng lên đỉnh đầu của điện chủ Minh Vương Điện. Răng rắc, điện chủ Minh Vương Điện chết, chỉ còn lại lão giả mặt đỏ huyết ngục điện ban đầu kia. Kẻ khởi xướng này trông thấy Lục Vân dữ dội như thế, trong chớp mắt đã giết chết hai tên tôn giả cảnh như gãi ngứa thì lập tức bị sợ vỡ mật. Ngài Hansen, cứu! Lão giả mặt đỏ căn bản không có lá gan đối mặt với Lục Vân nên chỉ có thể cầu cứu Hansen, kết quả lão vừa hé miệng thì bỗng nhìn thấy một vệt sáng sắc bén đâm vào mi tâm mình. Phù phù. Lão giả mặt đỏ ngã xuống đất bỏ mình, chỗ mi tâm đột nhiên thủng ra một lỗ máu dọa người. Hai mắt lão trừng lớn. Rốt cục trước khi tử vong lão cũng hiểu vì sao Lục Vân khủng bố như vậy, bởi vì lão cảm nhận được khí tức của tu luyện giả từ vệt sáng kia. Từ khi nào mà tu luyện giả lại nhúng tay vào chuyện của giới tu võ? Hắn rảnh rỗi như vậy sao? Sự nghi ngờ này của lão giả mặt đỏ không cách nào đạt được giải đáp. Từ lúc Lục Vân cắt đứt cổ tay của lão giả mặt đỏ đến lúc đánh giết ba người, nhìn như rất dài, nhưng kỳ thật chỉ mới trôi qua vài giây thôi. Mỗi một lần đánh giết đều chỉ trải qua giây lát thôi. Cho nên chờ Hansen kịp phản ứng thì ba người đã trở thành thi thể. Hansen. Thần cảnh đến từ liên minh thí thần giả, yêu nhã, cao quý, bộ đồ vest màu trắng đặt may vừa người làm nổi bật khí chất này đến cực hạn. Nhưng giờ phút này, chát, một bàn tay bất ngờ cách mấy chục mét hung hăng tát vào gương mặt cao ngạo tự tin của hắn. Có thể thấy rõ ràng hàm răng của hắn thò thẳng ra ngoài. Ngay sau đó thân thể hắn lơ lửng, lăn lộn như một con quay phi hành, không rõ đã quay mấy vòng do tốc độ quá nhanh, chỉ biết là rất chật vật. Cực kỳ chật vật, cứ như một con chó. Hắn nằm dạp trên mặt đất, há hốc miệng không ngừng phun máu, cả khuôn mặt đã mất đi chi giác. Đầu cũng đau nhức như chấn động não. Cái tát này của Lục Vân quá ác, trực tiếp phá tan phòng ngự sinh lý và tâm lý của Hansen. Hansen ngơ ra, tránh. Bàn tay đột nhiên xuất hiện trong không trung ở khoảng cách mấy chục mét này thì làm sao hắn tránh được. Căn bản không cách nào né tránh. Chỉ có thể thần phục dưới cái tát của Lục Vân, Khâu Ngọc Đường cũng ngơ ra. Cường giả trong mắt của ông, Hansen, lại bị một bàn tay của Lục Vân tát thành như vậy.
Bộ đồ vest màu trắng đắt đỏ kia đã vỡ vụn thành từng mảnh. Đây chính là thần cảnh đấy. Tát thần cảnh như tát chó, vì sao đồng bào đến từ Long Quốc này lại kinh khủng như vậy? Đồng tử của Khâu Ngọc Đường bỗng run rẩy mãnh liệt, suýt không thở nổi, cuối cùng cũng đã rõ trước đó ba điện chủ chết như thế nào. Là bị Lục Vân giết trong nháy mắt, còn không mau cút, chờ tao đưa mày đi gặp. Giê-xu à! Lục Vân vừa dứt lời thì Hansen đang ngơ ngác lập tức lăn lộn thất tha thất thểu chạy trốn ra ngoài, trước đó hắn yêu nhã bao nhiêu thì bây giờ chật vật bấy nhiêu. Khâu Ngọc Đường nuốt một ngụm nước bọt. Đồng tử của Khâu Ngọc Đường chấn động, hô hấp triệt để cứng lại. Ánh mắt ông rung động nhìn chăm chú vào thanh niên trước mặt, tự động tưởng tượng nếu như đổi khuôn mặt của Lục Vân thành đầu mặt nạ rồng danh chấn bát phương. Đùng! Trong lòng Khâu Ngọc Đường run rẩy, sau đó quỳ mạnh xuống đất. Ông đã hiểu tất cả rồi. Khó trách thực lực của người thanh niên này lại kinh khủng như vậy, khó trách người thanh niên này lại dùng ánh mắt thưởng thức nhìn ông khi ông nói bản thân chưa bao giờ quên mình là người Long Quốc. Thì ra, Khâu Ngọc Đường bái kiến thần quân điện hại. Khâu Ngọc Đường mừng rỡ, kích động mà run rẩy nói, khi hô lên câu, thần quân điện hạ, này thì toàn thân ông không kiếm được run rẩy, nước mắt trào ra. Ông khóc. Đây là một cảm giác nói không nên lời. Nếu như nhất định phải tìm ra một lý do thì có lẽ là huyết mạch Long Quốc trong người làm ông không kiềm được nước mắt. Thì ra thần quân điện hạ còn sống. Thì ra đời này mình có thể may mắn tiếp xúc với thần quân điện hạ ở khoảng cách gần như vậy. Khâu các chủ, hiện tại ông có thể tin tôi rồi chứ? Lục Vân cười hỏi. Người đàn ông thô giáp tên Khâu Ngọc Đường này dùng sức lau nước mắt, có chút xấu hổ nói, đã làm thần quân điện hạ chê cười. Lục Vân không thèm để ý mà nói, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi Khâu các chủ. Thần quân điện hạ cứ hỏi, Ngọc Đường biết gì nói nấy. Lục Vân khẽ gật đầu, hỏi tôi vừa nghe ông nói chuyện với ba điện chủ, hình như trước kia ám ảnh các người có liên quan với Võ Minh Long Quốc, có thể nói ra đã xảy ra chuyện gì không? Khâu Ngọc Đường khựng lại, có chút khó khăn. Lục Vân an ủi nói, yên tâm, tôi chỉ hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Không đại diện cho lập trường của Võ Minh. Hắn biết Khâu Ngọc Đường kiêng kỵ cái gì. Trong cuộc đối thoại trước đó của bọn họ, Lục Vân nghe ra ám ảnh các và Võ Minh Long Quốc có quan hệ thù địch, cho nên Khâu Ngọc Đường lo lắng sau khi nói ra sẽ mạo phạm Lục Vân. Dù sao ông cũng không rõ thái độ của Lục Vân đối với Võ Minh. Nhưng nếu Lục Vân đã nói như vậy, Khâu Ngọc Đường thở dài một hơi rồi ánh mắt hơi lấp lóe mà nói, ám ảnh các vốn là cái bóng của Võ Minh. Vẫn là câu nói kia, ánh sáng và bóng tối cùng tồn tại, nơi có ánh sáng thì nhất định sẽ có bóng tối, cả hai hỗ trợ nhau mà tồn tại. Quan hệ giữa Võ Minh và ám ảnh các chính là như thế. Võ Minh đại diện cho ánh sáng và chính nghĩa, chí ít bên ngoài là như vậy, nhưng duy trì trật tự của Võ Minh lại là con người, chỉ cần là người thì sẽ có tình cảm, sẽ có lòng riêng. Khâu Ngọc Đường chậm rãi nói đến quan hệ giữa ám ảnh các và Võ Minh, trong lòng vô cùng cảm khái. Còn nguyên nhân cụ thể làm hai bên trở mặt phân tách thì ông cũng không rõ, bởi vì ông không phải người trong cuộc. Hơn 20 năm trước các chủ ám ảnh các còn không phải Khâu Ngọc Đường, mà là Liễu Kình Thiên. Liễu Kình Thiên, Lục Vân nghe thấy cái tên này thì nhịp tim đột nhiên tăng nhanh một nhịp. Vị các chủ cũ này cũng họ Liễu, vậy có liên quan gì đến chị ba Liễu Yên Nhi hay không? Có thể nói cho tôi nghe về Liễu Kình Thiên không? Lục Vân hỏi. Khâu Ngọc Đường nhớ lại một lát rồi cười khổ nói, lão các chủ rất thần bí, không ai rõ tin tức cụ thể và thực lực chân chính của ông ta, chỉ biết ông ta rất mạnh. Vậy hiện tại ông ta ở nơi nào? Lục Vân tiếp tục hỏi. Võ Minh Long Quốc, Võ Minh, Lục Vân lộ vẻ kinh ngạc. Khâu Ngọc Đường khẽ gật đầu, nhớ lại mà nói, năm đó không biết xảy ra chuyện gì mà lão các chủ bị trọng thương, sau đó Võ Minh liền trở mặt với ám ảnh các. Thời điểm đó minh chủ Võ Minh là Tiêu Vô Hải, ông ta đưa tên tất cả thành viên ám ảnh các vào danh sách tội phạm truy nã, lão các chủ cũng rơi vào tay Tiêu Vô Hải vào lúc đó. Đám người chúng tôi may mắn nên trốn thoát sự truy sát của Võ Minh rồi chạy trốn thẳng tới Bắc Lang Quốc, sau đó mới chậm thở ổn định lại được, nhưng mà... Trong mắt Khâu Ngọc Đường hiện lên một tia phức tạp, sau đó lại bổ sung, nhưng sau này tôi nhớ lại thì Võ Minh, nói một cách chính xác hơn là Tiêu Vô Hải. Có lẽ không phải nhằm vào ám ảnh các, mà là lão các chủ. Khâu Ngọc Đường nói xong thì Lục Vân cũng rơi vào trầm tư. Không nghĩ tới hơn 20 năm trước giữa Võ Minh và ám ảnh các còn có câu chuyện như vậy,
nhưng cụ thể Tiêu Vô Hải và Liễu Kình Thiên có ân oán gì thì có lẽ chỉ có người trong cuộc mới rõ. Lục Vân ngẫm nghĩ rồi nói, cho nên hiện tại kỳ thật ám ảnh các của Long Quốc không có quan hệ gì với các người. Khâu Ngọc Đường cười một tiếng rồi nói, năm đó ám ảnh các có Võ Minh Bảo bọc ngoài sáng nên có thế lực rất khổng lồ, gần như trải rộng toàn bộ Long Quốc, muốn hoàn toàn rút lui là chuyện không thể nào. Lục Vân trầm ngâm một hồi rồi nói, thời gian tới ám ảnh các của các người. Chuyển đến nơi khác trước đi, chờ tôi giải quyết liên minh thí thần giả xong thì các người cứ về Long Quốc. Về Long Quốc, Khâu Ngọc Đường sững sờ, có vẻ không thể tin được. Lục Vân vừa cười vừa nói, làm sao vậy, không muốn sao? Không phải không phải, Khâu Ngọc Đường vội vàng lắc đầu nói, đa số thành viên của ám ảnh các đều là người Long Quốc, có cơ hội trở lại quê hương thì nhất định sẽ đồng ý, chỉ là tính chất của tổ chức chúng tôi. Ám ảnh các là tổ chức mang tính chất gì? Sát thủ. Hơn 20 năm trước khi còn ở Long Quốc thì họ đã không ra ngoài sáng được, bây giờ đi về nên tồn tại với thân phận gì? Làm sao dân chúng Long Quốc chịu chấp nhận họ chứ? Lục Vân hiểu ý của ông nên trầm giọng mà nói, những năm gần đây sau khi Thiên Sáp Điện quật khởi thì luôn tập trung đối phó thế lực tu võ giả nước khác, hoàn toàn không biết nội bộ đã thối nát. Lão già mặt đỏ vừa chết có nói một câu rất chí lý, Võ Minh thối nát mà Thiên Sáp Điện lại làm như không thấy thì có khác gì cá mè một lứa. Cho nên tôi để các người trở về không phải bảo các người tiếp tục làm sát thủ ở Long Quốc, mà là chuẩn bị giao định nghĩa mới cho các người. Tài quyết viện Võ Minh, cái tên này thế nào? Toàn thân Khâu Ngọc Đường run lên kịch liệt. Tài quyết viện Võ Minh Hy. Cái tên mang ý nghĩa là thành lập một cơ cấu phán quyết nhằm vào nội bộ Võ Minh, chuyên dùng để quản lý sự thối nát bên trong Võ Minh. Lục Vân nói tiếp, ám ảnh các vốn là mặt tối của Võ Minh. Nói một cách khó nghe thì trước kia các người là tổ chức thối nát của Võ Minh, cho nên để các người làm chuyện này thì chắc sẽ rõ đường đi nước bước hơn. Còn ám ảnh các, không đúng, hiện tại nên gọi là tài quyết viện Võ Minh, về sau cơ cấu này sẽ trực thuộc Thiên Sáp Điện, dù minh chủ của Võ Minh phạm sai lầm cũng bị trừng phạt không nương tay. Ai dám không phục tùng tức là chống lại 36 thủ hộ giả Long Quốc của Thiên Sáp Điện, là chống lại Vân Thiên Thần Quân này. Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua, đảo mắt đã đến thời điểm liên minh thí thần giả tuyên bố muốn leo lên Thiên Sáp Phong và phá hủy tượng đá của Thiên Sáp Phương. Trong nửa tháng này, dân chúng Long Quốc cực kỳ phẫn nộ, uất ức tới cực điểm. Họ hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, chỉ cần thức dậy là chấm dứt, nhưng khi nhìn thấy thế lực các nơi trên thế giới bắt đầu liều mạng không ngừng tràn lên Thiên Sáp Phong thì mọi người biết đây chính là hiện thực. Vân Thiên Thần Quân chết rồi. Bây giờ pho tượng của hắn cũng sắp bị liên minh thí thần giả phá hủy. Đây là phòng tuyến sau cùng trong tín ngưỡng xưa nay của dân chúng Long Quốc, nếu như cả phòng tuyến này cũng tan nát thì họ không biết về sau làm sao nhặt tín ngưỡng này lên lại. Chắc cảm giác này chính là tuyệt vọng. Vô số thế lực lấy Thiên Sáp Phong làm trung tâm mà điên cuồng tụ tập lại, chúng còn điên cuồng hơn, mãnh liệt hơn, không thể đỡ hơn so với lần trước ở hòn đảo nhỏ trên hải vực Thái Bình Dương. Họ sắp chứng kiến một thời khắc mang tính lịch sử. Ngày đó, xung quanh Thiên Sáp Phong triệt để biến thành biển người, trong những dãy núi bao quanh dù là ở chân núi, sườn núi hay đỉnh núi đều có vô số người đứng đầy. Tuyết trắng đã sớm bị biển người bao bọc. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên ngọn núi dựng đứng kia, nhìn chăm chú lên bức tượng điêu khắc tuyết trắng bế nghễ vô song trên đỉnh núi đó. Vạn người chờ mong, ngoại trừ Long Quốc. 36 thủ hộ giả của Thiên Sáp Điện đã trình diện từ lâu, họ mang vẻ mặt trang nghiêm, đứng đó không nhúc nhích như máy móc cứng nhắc để mặc cho người trong liên minh thí thần giả bắt đầu leo lên Thiên Sáp Phong. Cảnh này nằm ngoài dữ liệu của mọi người. Pho tượng trên đỉnh núi là vua của bọn họ, bây giờ nhà vua sắp bị người ta sỉ nhục mà người của Thiên Sáp Điện lại thờ ơ như vậy, chuyện này không hợp lý. Gần trăm người, thần cảnh, đồng tử của mọi người đều run rẩy kịch liệt. Lồng ngực phập phồng, không ngừng hít sâu từng cơn, trong lòng đầy rung động. Trước kia chỉ sinh ra một vị thần cảnh đã khó như lên trời, nhưng từ khi nước Mỹ nắm giữ kỹ thuật cải tạo gen thì trong thời gian ngắn đã tạo ra gần trăm vị thần cảnh. Đây là muốn triệt để phá vỡ cách cục trước nay của giới tu võ. Liên minh thí thần giả có được lực lượng kinh khủng như vậy thì về sau còn ai dám đắc tội nữa? Thiên Sáp Điện sao? Quả thật như Alex đã nói. Hiện tại Thiên Sáp Điện chỉ là một bầy chó trước mặt liên minh thí thần giả mà thôi. Thiên Sáp Điện không thể chống lại bất kỳ thần cảnh nào đi ra từ liên minh thí thần giả.
Thiên Sáp Điện không phản kháng là đúng, họ căn bản không có thực lực phản kháng. Nhưng mà, quá uất nghẹn. Những tu võ giả đến từ Long Quốc đều cảm thấy vô cùng uất nghẹn, trông thấy Thiên Sáp Điện không hành động thì thực sự thất vọng tới cực điểm. Những người từng được họ coi là người thủ hộ Long Quốc đã hoàn toàn bị phế sau khi Vân Thiên Thần Quân ngã xuống, không còn chút nhiệt huyết nào nữa, họ để mặc cho Liên Minh Thí Thần giả làm sằng làm bậy. Tu võ giả Long Quốc tự động tập hợp thành một đội ngũ phản kháng rồi phòng thủ ở sườn núi Thiên Sáp Phong, không để những người trong Liên Minh Thí Thần giả trèo lên đỉnh núi. Mặc dù họ biết làm vậy là vô dụng, những cao thủ của Liên Minh Thí Thần giả muốn leo lên Thiên Sáp Phong thì họ căn bản không phòng được. Nhưng đây là một loại thái độ. Thái độ thể hiện người Long Quốc không sợ chết để bảo vệ tín ngưỡng trong lòng. Thiên Khôi, một trong 36 vị thủ hộ giả Thiên Sáp Điện, lộ ra vẻ mặt xúc động, rất muốn nói ra chân tướng cho những đồng bào Long Quốc bất khuất này, nhưng anh ta vẫn nhịn xuống mà lớn tiếng nói, đồng bào Long Quốc, các vị đều tản ra đi, đừng hy sinh vô ích. Hy sinh vô ích, cái gì là hy sinh vô ích? Chúng tôi đang bảo vệ tôn nghiêm của Long Quốc, sao lại thành hy sinh vô ích? Không ai có tư cách phá hủy pho tượng của thần quân điện hạ, tôi tuyệt đối không cho phép, cùng lắm là chết, ông đây không sợi. Thần quân điện hạ bảo vệ chúng tôi lâu như vậy, lần này để tôi bảo vệ thần quân điện hạ một lần, có thể chết vì thần quân điện hạ là vinh hạnh của tôi. Đúng, là vinh hạnh của chúng ta. Những tu võ giả Long Quốc tự động tạo thành trận tuyến phản kháng này sục sôi nhiệt huyết, mang theo khí thế không sợ chết. Đúng, không ai được khinh nhờn thần quân điện hạ. Chúng tôi thề sống chết bảo vệ thần quân điện hạ. Trong trận doanh người phản kháng, một thanh niên tâm tình kích động gân cổ lên mà kêu gào, chắc có lẽ là tín đồ trung thành của Vân Thiên Thần Quân. Những tu võ giả Long Quốc xung quanh bị ảnh hưởng nên đều hai mắt lập tức đỏ lên, trong lòng dâng trào hào hùng, vì thần quân điện hạ thì họ có mất đầu, đổ máu cũng đã sao. Thề sống chết bảo vệ thần quân điện hạ. Thề sống chết bảo vệ thần quân điện hạ. Thề sống chết bảo vệ thần quân điện hạ. À, Lục Vân, sao anh cũng ở đây? Đột nhiên, một người đẹp trai đi đến bên cạnh người thanh niên kêu lên hăng say nhất, kinh ngạc hỏi một câu. Lục Vân ngừng gào thét, quay đầu nhìn lại thì phát hiện là thiên tài Uông Húc của Uông gia, trong lòng lập tức vui vẻ mà nói, vì sao tôi không thể ở đây? Bảo vệ thần quân điện hạ là nghĩa vụ của mỗi người Long Quốc, đời này được chết vì thần quân điện hạ là vinh hạnh lớn lao. Uông Húc đánh giá hắn, trên mặt lộ vẻ xúc động. Một lát sau, Uông Húc chủ động đưa tay ra và nói, Lục Vân, trong trận chiến trước đó giữa tôi và anh thành công làm tôi ghi nhớ tên anh, nhưng cũng không coi trọng bao nhiêu. Hiện tại tôi thừa nhận anh ưu tú hơn tôi đã nghĩ, tôi quyết định sẽ kết bạn với anh. Ban đầu trong trận chiến ở Học viện Võ Đạo Kinh Thành, Lục Vân dùng thủ đoạn phòng ngự vô địch mà thành danh, sau đó hắn nói với Uông Húc có thể làm bạn bè với mình, nhưng Uông Húc cao ngạo không để ý đến hắn. Không ngờ hôm nay vào thời khắc cùng chống lại Liên Minh Thí Thần giả, Uông Húc lại chủ động buông bỏ cao ngạo mà nguyện ý kết bạn với Lục Vân. Có lẽ chỉ trong tình huống chống cự với ngoại địch thì mới dễ làm các đồng bào Long Quốc sinh ra cảm xúc chung. Lục Vân rất hứng thú mà cười một tiếng và nói, được thiên tài Uông gia tán thành là kiêu ngạo của tôi. Nói xong, hắn đưa tay tới bắt. Uông Húc khế gật đầu, cũng không phủ nhận. Anh ta là thiên tài trong giới tu võ. Người được anh ta tán thành thật sự không nhiều, Lạc Tiên Tử cũng được tính trong đó, mà người có thể trở thành bạn với anh ta đã ít lại càng ít. Mà người phản kháng nghĩ là, tu võ giả Long Quốc chúng tôi cùng cảnh giới thì mạnh hơn Liên Minh Thí Thần giả các người nhiều, chúng tôi có thể phòng thủ tất cả trận tuyến. Thiên Sáp Phong lập tức bị chia cắt thành mấy chiến trường. 36 vị thủ hộ giả Thiên Sáp Điện và gần trăm thần cảnh do Alex cầm đầu đều không gia nhập chiến đấu, mà lựa chọn đứng trên cao xem đánh nhau. Bởi vì một khi họ tiến vào chiến trường thì tính chất sẽ hoàn toàn thay đổi. Alex lại muốn xem thử bọn tu võ giả Long Quốc có thể ngoan cố chống cự đến khi nào. Dù sao kết quả sau cùng đã định sẵn rồi, Liên Minh Thí Thần giả có gần trăm, thần cảnh giành được thắng lợi trong trận chiến này là điều hiển nhiên. Không vội, xem diễn trước đã. Đây là suy nghĩ trong lòng trăm thần cảnh của Liên Minh Thí Thần giả. Mà 36 vị thủ hộ giả Thiên Sáp Điện cũng như thế. Họ đã khóa chặt một thanh niên trong biển người mênh mông ở chiến trường hóa cảnh, đó là vua của bọn họ đang đục nước béo cỏ ở nơi đó. Họ không khỏi cảm thán một tiếng, vẫn là vua của chúng ta biết chơi. Anh Lục Vân, bên trái.
Uông Húc cầm kiếm bổ tới phía trước, đồng thời hét lớn một tiếng nhắc nhở Lục Vân chú ý vị trí phòng thủ phía xéo bên trái, hoàn toàn coi hắn là một tấm khiên. Trong lòng Lục Vân thầm nói khá lắm, sau đó quả quyết phối hợp thi triển ra phòng ngự. Vụt! Bên trái gần đó là chiến trường của Tôn Giả Cảnh, phòng ngự của Lục Vân vừa được nâng lên thì bỗng cảm giác một khí tức ngang ngược đánh tới, đánh vào vòng bảo hộ của hắn. Mẹ nó, dám bản lén! Lúc đầu chiến trường phân chia rất rõ ràng, kết quả trong khu vực giao nhau của chiến trường thỉnh thoảng lại có Tôn Giả Cảnh của Liên Minh Thí Thần Giả phát động công kích về hướng hóa cảnh. Đòn vừa rồi nếu đánh trúng hóa cảnh bình thường thì nhất định không còn cả hài cốt. Lục Vân lập tức nổi giận. Hắn không nói hai lời mà trực tiếp xông vào chiến trường Tôn Giả Cảnh. Vừa rồi kẻ bản lén hẳn là lão già của Nam Ngư Quốc, hẳn cũng tham dự thí nghiệm cải tạo gen, nhưng tiềm lực có hạn nên chưa thể đạt tới thần cảnh, chỉ có tu vi Tôn Giả Cảnh. Lục Vân bay thẳng về hướng lão. Lão già Nam Ngư Quốc cũng hơi kinh ngạc. Thấy Lục Vân may mắn thoát khỏi công kích của hắn mà còn dám đánh tới thì lập tức cảm thấy thằng danh này nhất định điên rồi. Chết đi! Sao lão già Nam Ngư Quốc lại e ngại một hóa cảnh là hắn? Lão lập tức trở tay đánh ra, nhưng một giây sau lão lại cảm thấy cần cổ mát lạnh, cả thế giới đột nhiên xoay tròn. Hả? Ban đầu ở Liên Minh Ninja, Nakamura đã được nhìn thấy gương mặt thật của Thiên Sát Vương, có thể nói là ký ức còn khắc sâu. Mà thanh niên vừa đi lướt qua kia lại mang đến một cảm giác quen thuộc cho ông ta, làm toàn thân Nakamura không khỏi run lên. Ông ta nhìn qua hướng bên kia thì không thấy thanh niên đó nữa. Chiến trường thực sự quá hỗn loạn, cộng thêm có mấy Tôn Giả Cảnh của Long Quốc công kích ông ta nên Nakamura cũng từ bỏ tìm kiếm bóng dáng của Lục Vân. Ông ta an ủi mình rằng chỉ dáng dấp tương tự mà thôi. Thiên Sát Vương sẽ không nhàm chán đến mức này, chắc là không. Trở lại chiến trường hóa cảnh, Uông Húc vừa đánh lui một đối thủ rồi kinh ngạc hỏi, anh Lục Vân, vừa rồi anh chạy đi đâu vậy? Đi chiến trường kế bên dạo qua một vòng. Chiến trường kế bên, Uông Húc hơi sững sờ, lập tức lộ ra vẻ mặt quái lạ mà nói, anh cũng lớn gan thật, đi qua chiến trường Tôn Giả Cảnh dạo một vòng mà còn có thể sống sót trở về, bội phục. May mắn thôi. Lục Vân cười cười rồi trả lời. Uông Húc không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục bảo Lục Vân làm tốt công tác phòng ngự, anh ta thì thoải mái cầm kiếm quét ngang, nghiễm nhiên đã trở thành bá chủ của chiến trường này. Những hóa cảnh trong Liên Minh Thí Thần Giả cũng thức thời, thấy hai người này phối hợp không nói lý như thế thì cũng không chịu xông lên nữa mà chạy hết ra những hướng khác. Trận giao phong vẫn còn tiếp tục. Mấy chục phút sau, Liên Minh Thí Thần Giả trở lại chân núi, đợt thế công đầu tiên của chúng đã thất bại. Hơn nữa ba chiến trường đều không đánh hạ được. Những tu võ giả Long Quốc quá ngang ngạnh, nếu cùng cảnh giới thì chúng căn bản không phải đối thủ. Đôi bên nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Liên Minh Thí Thần Giả phát động đợt thế công thứ hai, lại một đợt giao chiến kịch liệt bùng nổ. Nhưng kết quả vẫn như thế, tất cả chúng tiếp tục thất bại lui về chân núi Thiên Sát Phong. Lần công kích thứ ba, kết quả vẫn không thay đổi. Âm ầm. Ngay lúc đó, trên bầu trời như vang lên một tiếng sấm sét, từng khí tức kinh khủng liên tục được phóng thích ra, hoàn toàn bao trùm phạm vi trăm dặm của thiên. Trèo lên cái rằm. Alex một bước lên mây, đạp lên cây cầu nội kình kia rồi chậm rãi đi ra, mục tiêu nham thẳng vào pho tượng tuyết trắng trên đỉnh Thiên Sát Phong kia. Ông! Phía sau Alex, gần trăm thần cảnh trải rộng bốn phía ngọn núi cùng phóng ra nội kình hình thành cầu vồng dẫn về hướng Thiên Sát Phong. Những người đứng phía dưới ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cứ như có trăm cái cầu vòng lấy Thiên Sát Phong làm tâm điểm mà hình thành một mặt tròn hoàn chỉnh, cả. Bầu trời đều run rẩy ong ong lên. Một trăm thần cảnh chậm rãi bước về hướng Thiên Sát Phong từ vô số mọi hướng, hình ảnh này thật sự quá rung động. Những tu võ giả Long Quốc trên Thiên Sát Phong, mạnh thì đến tôn giả, yếu thì chỉ là tu võ giả bình thường, tất cả mọi người như bị đông cứng lại không thể động đậy. Trên trăm thần cảnh cùng đi đến từ bốn phương tám hướng, không phải người bình thường có khả năng chống cự được khí thế khủng bố này. Alex tiến lên 20 mét. Trên Thiên Sát Phong, những tu võ giả dưới hóa cảnh bắt đầu sắc mặt ửng đỏ, khí huyết cuồn cuộn. Alex tiến lên 30 mét. Trên Thiên Sát Phong, những võ giả dưới hóa cảnh bắt đầu miệng phun máu tươi, mắt nổi đom đóm. Alex tiến lên 40 mét. Trên Thiên Sát Phong, những võ giả dưới hóa cảnh bắt đầu hô hấp khó khăn, hôn mê ngã xuống đất. Alex tiến lên 50 mét.
những tu võ giả hóa cảnh của Long Quốc bắt đầu xuất hiện triệu chứng tương tự. Rốt cục 36 vị thủ hộ giả Thiên Sáp Điện cũng ngồi không yên, 36 luồng khí tức mãnh liệt phóng lên tận trời, dựng thành một cái lồng phòng ngự khổng lồ. Lúc này đám người trên Thiên Sáp Phong mới cảm giác dễ chịu một chút. Nhưng Alex lại khinh miệt cười lạnh, hắn ta chậm rãi đi về phía trước 20 mét, gần 100 thần cảnh còn lại cũng đi theo bước tiến của hắn ta. Giờ phút này họ chỉ còn cách Thiên Sáp Phong không đến 30 mét. Khí tức khủng bố làm mọi người hít thở không thông từ bốn phương tám hướng tràn về phía Thiên Sáp Phong, cái lồng phòng ngự được tạo thành từ 36 vị thủ hộ giả của Long Quốc phát ra một tiếng răng rắc vang giòn. Nứt. Ngay sau đó, cái lồng như một cái chụp đèn pha lê, vô số khe hở lan tràn ra trên đó như mạng nhện, trong nháy mắt đã trải rộng toàn bộ mặt lồng, sau mấy hơi thở thì phanh, nó hoàn toàn tan vỡ. Mất đi lồng phòng ngự, khí thế khủng bố của gần 100 thần cảnh tràn xuống, đừng nói là tôn giả cảnh bình thường mà cả 36 vị thủ hộ giả tôn. Giả cảnh đỉnh phong cũng cảm thấy hô hấp gian nan. Khi khí thế đáng sợ kia giáng xuống thì hóa cảnh và những tu võ giả dưới hóa cảnh trên Thiên Sáp Phong nhất định sẽ bị ép thành bột mịn trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Lửa giận ngập trời. Nhưng họ không oán không hối hận. Bởi vì bọn họ chết vì bảo vệ thần quân điện hạ, dù chết cũng không tiếc. Có thể dùng từ bi tráng để hình dung cảnh tượng này. Ngay khi khí thế của trăm thần cảnh sắp hạ xuống, vô số tu võ giả Long Quốc trên Thiên Sáp Phong sắp hóa thành bột mịn thì bỗng nhiên lại có một cái lồng dâng lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 33.